Có cô Tâm Anh ở đó không? Dạ, đúng rồi, tôi là Tâm Anh đây. Cô Tâm Ý gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi là Tâm Ý, cho tôi hỏi là cô Tâm Anh có khỏe không? Ừ, tôi rất là khỏe. Còn cô Tâm Ý thì sao? Đưa cho tôi cái đồ đáng ghét. Ơi, của mình mà. Đưa cho tao. Của mình mà. Của tao mà. Của mình mà chị ơi. Ở trong nhà tao là của tao, tôi cũng muốn chơi trò điện thoại. Muốn chơi á thì tự làm chơi đi, sao mà dành của Tâm Anh? Thôi ra đi mà. Hai người không chịu đưa chứ gì? Có một cái điện thoại thôi mà cũng làm thấy mà ghê. Được rồi, Lam Chi này không được chơi thì cũng không ai được chơi hết. Em có làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Ok ok, đừng chơi nha, ok. Lên luôn, lên luôn. Anh Hai ơi, em mới chế ra cái alo này hay lắm nè. Hay lắm á, thiệt thiệt. Em đứng từ xa mà anh Hai alo anh vẫn nghe luôn á. Nhờ sợi dây thần kỳ này nè. Này nè. Hai, hai, chơi với em nha. Ok. Ok luôn. Sợ gì? Í. Bắt đầu. Alo. Alo, có anh Hai đó không? Alo, alo. Anh Hai, nói đại đi. Nói gì cũng được trơn á. Nói đại. Nói đi. Tào lao. Ô, nghe đỡ chứ tào. Hai hai hai, nói tiếp đi anh Hai, nói gì cũng được chứ á. Đúng là đồ khùng. Nhờ cái alo này nghe nào chứ đồ khùng luôn. Nói tiếp đi anh, nói đại đi, nói gì cũng được chứ á, không cần phải chính xác đâu. Nói đi. Alo alo, hỏi ba, hỏi ba. Chim sẽ gọi đôi bàn, chim sẽ gọi đôi bàn. Alo. Ê, ngày mai có kèo đi coi ca hát á, tôi lấy vé rồi nha, đừng có quên á. Nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm. Có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Nghe thông báo gì? Oh yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á có chồng tương lai của em diễn nữa. Nếu em muốn gặp chồng của em thì anh xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà Được, tất nhiên là được rồi. Được, nhất định là được. Nhá. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất muốn đi. Rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Em đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh và em sẽ yêu các anh. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê, mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo đi. Chứ không cho nó đi nó la âm sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nói vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? Bây giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi. Nhớ là nhẹ nhàng nghe chưa. Đi xong. Đi. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để dành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ôi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hai anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Có. Mới thi tính. Bây giờ tính sao đây? Thôi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè, hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ, mang lẹ nha. Anh đi trước nha. Cất chà. Lâm Chi ơi. Hả? Tâm ăn thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? Ê! Trời ơi! Trời ơi! Tính mà dụ em hả? Em cũng muốn đây! Hai anh có dừng lại chưa? Hai anh dám lừa em hả? Hai anh! Dừng lại! Tính dụ trời em hả? Bạn nói con bé làm chi đứng dưới theo kìa? Cái gì? Sao chạy nhanh vậy? Dính chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Trời em
Anh ra ngoài em đi. Ây da. Sao rồi bạn? Con bé nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Hai anh chị đi. Chạy đâu mất tiêu rồi ta. Đi đâu hết trơn rồi. Ủa anh Sơn Tùng kia. Có được địa chỉ này rồi. Mấy người tưởng tôi không tìm được tới đó hả? Đừng có thương làm chi này. Đau gì trời. Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Ủa, là quán thịt nướng nè. Ủa, ê, chào chị. À, là em. Để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ủa, mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa vậy là nó chưa về nhà hả? Ủa? Đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi ra kiếm nó. Đi. Lâm Chi. Lâm Chi. Lớn à mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đến con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Lâm Chi. Con không có được chị nữa nha. Lâm Chi. Con á. Lâm Chi đi đâu vậy? Anh Hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè dám quýnh cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh Hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, đây con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi chốt em chi cho vợ em khổ gì trời. Nói nữa. Ê cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ. À, đây được nóng nha. Cẩn thận. Rồi dạ chú quý khách ngon miệng ạ. À. Dạ. Ê nước sôi. Nước sôi. Em mời em chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy khanh bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền chứ đừng để nguội,
Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ngon em nha. Chị Bảy, chị Bảy, khách bàn số 5 còn mất tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ tụi con xin lỗi. Lỗi. Anh Hai ơi, mình đi taxi về nha, chân em đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Ôi, em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Sao chưa chịu về? Để đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em mày. Dẹp đi. Không tin luôn á, cái bụng có chút xíu à, mà ăn 8 phần xương của người ta. Kỷ lục của em là 8 phần rưỡi rồi. Hay quá, còn chả treo nữa. Em thử như vậy một lần nữa coi, coi anh có bỏ mặt em không. Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa. Nhìn một trời một vực, chả giống chút nào hết. Người ngoài nhìn vô, tin hai anh em ruột có sợ. Cái gì vậy? Ở trường không có ăn trưa hả em? Dạ đúng rồi. À chị ơi, cho em ít tiền tiêu vặt nha. Tiền tiêu vặt hả? Ừ. Mà em cần để làm gì? Thì tại ở trường á, mấy bạn hay có tiền để mua bánh hay kẹo hay kem ăn á. Nhưng mà tiền lương của chị gửi hết vô sổ tiết kiệm rồi, với lại bữa nay thứ bảy ngân hàng đâu có làm việc đâu. À ha. Tại vì á, chị em mình sống ở đây cho nên là chị em mình phải tiết kiệm. Nhưng mà chị hứa với Tâm Anh á là tháng sau chị có lương, chị sẽ mua thiệt là nhiều bánh kẹo cho Tâm Anh nha. Thiệt hả chị? Đã quá. Thôi, em nhanh đi học đi. Dạ. Em chào chị em đi. Ê, má kìa, má kìa. Rồi Tâm Anh. Mày gọi mình cái gì vậy? Hôm nay làm bài kiểm tra được không? Cảm ơn bạn nha. Mình làm cũng tốt thôi, mình về nha. Ê khoan, đói bụng lắm đúng không? Nè, qua đây ngồi ăn đi. Ngồi xuống. Trời thương quá à. Xích qua bên kia coi mày. Nè, ăn đi. Hả? Bạn nói thiệt đó hả? Hỏi hoài, người ta thương người ta mới cho ăn hay là muốn người ta ghét? Vậy cảm ơn bạn nhé. Nãy giờ á, tụi mình có ăn nhiều rồi. Thôi, ngồi đây ăn hết cái dĩa này. Tụi mình tính tiền rồi á. Thôi mình đi. À mà quên, ăn không hết á, nhớ gói đem về nha. Chua 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 quá à, ướp gì nó là em gái guộc tôi luôn. Thôi tụi mình đi. Ừ. Cảm ơn Lam Chi nhiều nha. Chà, coi bộ ăn cũng được quá ha. Đồ ăn ngon lắm hả con? Ngon quá. Ờ. Hả? Dạ thôi, con nhờ chú ăn về nha. Ờ, khoan 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 con, khoan khoan khoan. Chưa tính tiền cho chú mà sao về được con? Dạ, Lam Chi tính rồi mà chú. Lam Chi là ai mà dám lạm quyền quá vậy? Lam Chi á, là con của ông chủ với bà chủ ở nhà con. Lam Chi nói là con cứ ngồi đây ăn thoải mái.
Xong rồi Lam Chi còn nói là Lam Chi trả tiền rồi, còn nói là nếu dư thì cứ mang về nhà ăn, mà con ăn hết luôn rồi không dư miếng nào hết trơn. Vậy con về nha chú. Ê, khoan con. Trời đất ơi, sao con giỡn hoài vậy con? Con giỡn ngay à. Con chưa có trả tiền cho chú là con không có được về đâu nghe. Ủa, Lam Chi trả rồi mà sao chú cứ đòi hoài vậy? Chú kỳ quá, thôi con về nha. Ờ, khoan. Con là con mới kỳ đó. Chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu hả? Bây giờ con trả cho chú 150 ngàn đi hả? Chú không có biết Lam Chi là ai. Con bị Lam Chi lừa rồi. Một trăm năm chục ngàn hả chú? Ờ. Thì hả chú? Ừ. Ờ vậy để con kêu Lam Chi quay lại trả cho chú nha. Khoan. Trời ơi, sao con giỡn ngay vậy con hả? Chú đã nói rồi, chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu. Bây giờ không có tiền là không có được đi về. Trả 150 ngàn cho chú. Dạ. Dạ, cho hỏi chú cần gặp ai vậy? Dạ đúng rồi, Tâm Anh là em của con. Dạ. Chú đang giữ Tâm Anh hả? Nhưng mà sao chú giữ em con? Chị ơi, chú này bắt em đó, cứu em con. Tâm Anh. Ông là ai? Sao ông bắt cóc em tôi? Ông ơi thả nó ra đi. Tôi là chủ quán ăn. Chủ quán ăn hả? Nhưng mà sao ông bắt cóc em con? Em của cô á kêu một đống đồ ăn ra đây rồi không chịu trả tiền đó. Bây giờ tôi phải giữ lại đây chứ sao? Không thể nào được. Mà giờ con phải làm sao hả chú? Bây giờ đưa tiền tới đây, một tay đưa tiền một tay nhận người. Giao người nhận tiền hả? Bao nhiêu hả chú? 150 triệu. À, quên, 150 ngàn. 150 ngàn. Nhưng mà giờ không có tiền đúng không? Tôi không có nói nhiều nha. Có tiền thì nhận người, không có tiền thì tôi giữ em cô lại đó. Nhưng mà chú ơi, làm sao con mới biết được em con vẫn còn an toàn hả chú? Chú cho con nói chuyện với em con nha chú. Làm như tôi bắt cóc tống tiền không bằng. Nè, nói chuyện với chị con đi. Dạ. Chị ơi, chú này bắt em đó, chú không cho em về luôn. Chị tới cứu em đi chị. Tâm Anh. Nhất định chị sẽ cứu em. Chờ chị nha. Dạ, chị đợi em xíu nha. Chị ơi, em sợ quá. Bây giờ chị nói cái gì cho em bớt sợ. Chị nói nhiều lên nha chị. Tâm Anh. Ủa, con chưa nói chuyện điện thoại với chị con xong mà. Điện thoại này không phải là điện thoại chùa hả? Để cho hai chị em của con tám tào lao nhau hả? Ai đóng tiền điện thoại cho chú? Ủa, nói chuyện điện thoại cũng phải tốn tiền đó hả chú? Ủa, ở nhà con nói chuyện điện thoại không có đóng tiền hả con? Dạ, chị em con chưa bao giờ đóng tiền điện thoại hết á. Chết rồi, giờ còn có 60 ngàn sao ta? Tính tiền cho quán thôi. Dạ. Quán mất bao nhiêu vậy anh? Dạ 30 ngàn. Rồi, dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chú ơi. Sao con? Cái này dù sao cũng bỏ, chú cho con ăn nha. Tự nhiên. Dạ. Trời ơi, lấy nước luôn. Dạ, cho ăn mà không cho uống sao được chú. Con tên gì á? Dạ, Lê Tâm Anh. Chú đổi tên con được không? Tên gì vậy chú? Lê Bà Nội. Nè, muốn nước ngọt không? Dạ muốn. Dạ, ngân hàng phải không ạ? Dạ, hôm nay không có giao dịch hả? Chết rồi, em chưa có làm thẻ. Ôi, đói bụng quá. Cho tôi sườn, nhớ làm nhiều nha. Gì gì? Em có tiền không? Em cho chị mượn nha. Chị 90 ngàn. Gì? Lớn vậy rồi 90 ngàn còn không có nữa hả? Thì em có không? Em cho chị mượn đi. Chị năn nỉ luôn á. Có, nhưng mà không thích cho chị mượn. Ở đó mà mơ đi nha. Nhưng mà làm chị cho chị mượn đi mà. Xin chào cả nhà. Chị trả tiền cho em được không?
Ủa sao tự nhiên em đòi gấp vậy? Tiền đâu chị xoay sở kịp? Tại sao nha? Tại em gấp quá. Nhưng mà chắc chị cũng có tiền đi xe buýt về mà đúng không? Chị cho em đi. Đúng rồi. Nhưng mà chị đi em hết luôn nha. Chị còn có mười mấy ngàn thôi. Đi em hết. Không được. Em sao vậy? Em lấy hết của chị rồi, tiền đâu chị đi về? Tại vì em gấp quá. Em mới cần. Em xin lỗi chị không mà. Không được đâu, để bữa sau chị có tiền chị giúp em nha. Chị Mai ơi. Thôi mà. Ê. Không không không. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Chi vậy? Tại vì em gái tôi nó bị bắt rồi. Bị gì? Sao bị bắt? Tại nó ăn mà không có trả tiền á. Cái gì? Thôi anh no quá à, không ăn nữa đâu. Cậu có một miếng nào gán hết đi. Thôi anh no thiệt mà. Cậu có một miếng à. Hả không ra đi để em đút chân nè. Không ra. Chú ơi tính tiền chú. 80 ngàn. Anh cho em gửi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Lần sau ghé ủng hộ nha. Mình đi ra. Chú. Gì con? Cái mà hai người họ mới ăn là gì vậy chú? Đây của con đây. Cảm ơn chú. Ăn thoải mái đi. Muốn ăn thêm không? Không muốn. Đợi tí xíu ha. Dạ. Ăn thoải mái đi con. Có người trả tiền mà lo cái gì. Tôi gom hết được mấy chục à. Cảm ơn cậu nha. 10 ngàn. Nè em. Hay quá, làm được 10 ngàn. Vậy là được 140 ngàn rồi. 140 ngàn. Mà bao nhiêu mới đủ? 150 ngàn. Thiếu 10 ngàn rồi. Gọi điện thoại nói bớt 10 ngàn được không? Dạ alo nghe. Tôi là chủ quán ăn đây. Dạ chú ơi, con là chị của Tâm Anh này chú. Con gom được 140 ngàn rồi, chú bớt cho con 10 ngàn được không chú? Cô bé ơi, bây giờ cái giá không còn là 150 ngàn nữa rồi. Sao chú? Nó vừa mới kêu một đống cá viên chiên nó ăn nữa đây nè. Chị ơi, vì chú dụ nên em mới ăn thôi à. Chú hồi nào. Hả? Bây giờ ha, nó ăn một đống cá viên chiên rồi nó kêu thêm 3 phần cá viên chiên nữa là 100 ngàn, cộng với 150 hồi nãy nữa là tổng cộng là 250. Hả? 250 ngàn là hả chú? Mau đem tiền tới đây đi nha. Bây giờ làm sao con có liền 250 ngàn được? Con có 140 ngàn à. Chú lấy đỡ giùm con đi, rồi từ từ con đưa chú sau nha chú. Trời ơi, tôi nói là không có được nha. Bây giờ đem tiền tới ha, một tay giao tiền, một tay nhận người, không có nói nhiều, được chưa? Chú ơi, Tâm Anh của con nó vẫn còn an toàn đúng không chú? Trời đất ơi, có ai làm gì nó đâu mà không an toàn. Nè, nói chuyện với chị con đi. Chị ơi, em đang ngồi nè, chị nói gì nhiều. Khỏi nói chuyện luôn nha. Tâm Anh à. Sao muốn nhiều chuyện gì kể cho nghe. Ngày xưa có một cô bé tới đây ăn cá viên chiên rồi xong một quỵt tiền của người ta không có trả tiền rồi là bắt ngồi đây nè, đúng không? Phải không? Không hiểu hả? Cố tình không hiểu hả? Alo, biết rồi. Rồi tôi chuẩn bị xong hết rồi. Rồi biết rồi mà. Phòng 404 đúng không? Rồi biết rồi. Tôi tới là phải xuống lấy liền nha, tôi không có chờ đâu đó. Nè, cái bài tập chú đưa con làm xong chưa? Dạ sắp xong rồi. Rồi biết rồi vậy nha. Rồi tới rồi. Chết rồi. Ủa gì vậy chú? Bây giờ chú phải đi giao hàng, là đâu thể nào để con ở đây một mình được. Dạ đúng rồi á chú, nếu như chú đi giao hàng mà để con ở đây á thì chị con làm sao tới giao tiền cho chú được? Ha, bây giờ phải làm sao đây ta? Chú gọi điện cho chị con để con nói chuyện với chị con cho chị con biết. Hai sao chú không nghĩ ra ta? Dạ chú đợi con chút xíu nha. Dạ bây giờ con ngồi rồi đó, để con nói chuyện với chị con thật nhiều hơn. Thôi thôi khỏi luôn đi, để chú vô chú thường gọi cho chị con nha. Thôi đói bụng quá không gì ăn. Con mới kêu chú bằng gì? Ba ơi. Mày kêu tao bằng ba luôn á hả? Ba ơi, nhà mình còn gì ăn không? Mà cái nào không tính tiền á? Dạ còn. Con ngồi đây nghe. Ba lấy đồ cho con ăn nghe. Con gái ruột của ba. Dạ con cảm ơn ba ruột của con.
Dạ, alo, tôi nghe. Bây giờ á, chạy đến tòa nhà chị cục thuế, chạy thêm 300m nữa, gặp ngã ba Nguyễn Phải, gặp quán Dê Cao Nguyên. Rồi chạy thêm 500m nữa, Nguyễn Trái, rồi đi thêm 200m nữa sẽ thấy quán ăn của tôi. Phía trước quán có một chậu cây màu xanh, chỉ cần để tiền dưới chậu cây đó là được. Sau khi kiểm tra đủ á, tôi sẽ thả em gái của chị. Chờ ba tiếng rồi con. Dạ. Rồi, ba có tiền rồi. Dạ. Ừ. À, chị. Dạ. Rồi, con đưa tiền cho chú rồi, con đem em con về nha chú. Khoan. Dạ. Đợi tôi kiểm tra đầy đủ tiền rồi hãy dẫn người đi. Mai mốt dặn em á, mốt có tiền á thì hãy đi ăn, còn không có tiền thì đừng ăn tùy tiện như vậy. Nghe không? Chị nói rồi mà sao làm kỳ vậy Tâm Anh? Tại Lam Chi dụ em ăn chứ em có muốn đâu. Trời đất ơi, có chi mà nhiều giấy dữ vậy nè. Chú ơi chú, con xin lỗi chú, con chỉ có 140 rồi. Con xin lỗi chú nha, lần sau con nhớ con trả sau. Chạy đi nó mà, nhanh lên 200 mấy lượng mà, 250. Nè, đứng lại, nè, nhắm kẻ khác không vậy. Nè, trời đất ơi. Alo. Dạ, tôi là Julian. Dạ biết, tôi biết hai chị em họ. Mà chú là ai vậy? Quá. Ông mới nói gì trời, không hiểu gì hết trơn. Ăn đi hai đứa, ăn đi. Không có sao đâu, không có tính tiền đâu sợ. Ăn đi con gái ruột của ba. Dạ, con cảm ơn ba ruột của con. Thấy thường nha. Ăn đi, ăn đi. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chân.